Ngày mới thì mình xin chúc các bạn và gia đình dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc. Thì có thể trưa hôm nay thì mình sẽ bò xe qua đây, mình làm cái nền nhà của chú đất chú này chú mới mua các bạn ơi. Chú này ở cũng ở trong cái tỉnh Trà Vinh này, nhưng mà chú này cũng mới lên đây chú mua cái miếng đất này rồi chú làm cái nền nhà các bạn. Trưa nay thì mình sẽ bò qua cái lỗ này các bạn. Cái vòng vòng đây thì mình làm cũng lâu á, thì anh em người ta cũng biết mình, thì ta chỉ các bạn ơi. Tại vì có mấy cái anh ở gần đây nè, người ta có số điện thoại của cái chú đất mà cái miếng ruộng đó, thì người ta điện cái chú đó lên rồi chú đó hôm qua có gặp mình, thì mình hứa chú trưa nay thì mình sẽ bò xe qua. Thì mình cũng nhờ cái đường đi của cái bác mà cái mấy cái clip trước mà bác lại bắt kêu lại xà lan bắt kêu mình làm luôn các bạn. Đây là miếng ruộng này của bác các bạn ơi. Thì miếng ruộng này thì cái bác đó bác cũng làm nữa các bạn, nhưng mà mình cũng chưa biết bác làm sao nữa. Thì trưa nay có thể mình bò lên cái bờ này các bạn. Bờ này thì mình bò thẳng bên kia luôn. Cái đường đi thì cũng dễ chứ không khó gì mấy các bạn. Cái miếng ruộng này thì cách đây cỡ 2 năm trước thì mình có làm cái miếng ruộng này. Lúc đó thì miếng ruộng này toàn là đước với lại năng không các bạn, rất là cao. Rồi mình vô rồi mình xe mình vô mình dỡ lớp á, để cho bác này bác xả lúa này nè. Cái bờ này thì lúc đó mình cũng làm luôn nè. Cái vòng vòng đây thì chỗ này thì cũng có cái ống nước nữa, nên mình lúc mình bò qua thì mình lấy đất khô mình độn các bạn, cho nó cao cao lên để cái ống nước chỗ này cái nó bể cái không có nước cho bà con ta xài nữa. Chỗ này thì xe mình đang đứng lên cái đầu mương này các bạn. Thì trong lúc mình làm cái đất khô của cái lớp mặt của miếng ruộng này nè, mình chiên mình để dành lại, đặng mình lót ở chỗ này đặng mình lên xuống cho nó dễ các bạn ơi. Chứ chỗ này thì cái mương mà cách đây mấy năm trước á, mình có đưa hết cần ra mình móc rất là sâu. Rồi hiện tại chỗ này giờ nó bùn cháo nhiều lắm, nên mình lấy đất cứng mình độn mình đi lên đi xuống. Chỗ này thì mình đi qua đó, mình qua chỗ cái anh đang dọn cái cây cho mình qua đó, là mình qua lộ bên kia luôn. Tại vì chỗ này là ngay cái bò tôm của người ta nè, mình đâu có ban xuống được. Mình ban ở trong cái địa tôm bên kia nó xì ra hết các bạn, thì nên mình không có ban cái bò ra được. Thì mình làm như mấy đi qua mương như mấy chỗ này thì như mấy bạn tài xế mà vào người lâu thì quá bình thường đấy mấy bạn ơi. Thì đây thì mình làm những cái clip này thì mình gửi đến những bạn mà người ta đam mê xe cuốc á, người ta có cái ham muốn xe cuốc nè, thì cái cách mà người ta nhiều khi ta xem mà ta để đó thì sau này biết đâu nghèo đó thì anh em rồi người ta gặp cái trường hợp giống như mình này nè, người ta vận dụng vào. Mình nhớ cái lúc mà hồi mình mới biết chạy á, mương này là mình ý y lắm, cứ đất nhão ở dưới mình cứ để im ở đó, rồi đất khô nè mình cứ tuôn xuống đại. Mà các bạn biết là mình tuôn xuống đại vậy cái đất khô đất nhão nó trộn lại á, nó mềm dữ lắm các bạn ơi. Rồi mình đi cái mình lên xuống nhiều bận á, cái xe mình nó động cái nó bị lúng luôn. Nên trước khi các bạn mà lên dốc mấy cái gốc này nè, thì các bạn đất nhão mình móc ra hết, đất cứng mình tuôn xuống, thì các bạn đi mình bảo đảm các bạn là an toàn 100% luôn. Tấn nhổ giùm cái rụ ra đèn nha bên Tấn. Chỗ này để dành chở đầu xe hả?
bởi mình đâu có băng xuống đâu. Cái đường mà xe tải của anh á, ảnh còn đi tới đi lui nữa. Để mình lấy đất cứng mình cho anh đi dễ một chút. Này cúp điện các bạn ơi, cúp điện mình mới dám làm kiểu này nè. Cậu cứ đi đẹp cậu ơi, cậu cây này thấy lên luôn à. Nè nè anh muốn đấy nè, vậy để cũng được. Rồi. Để đại cái nạn kìa đó. Đây là anh chủ đất đó các bạn. Nè cọc vô. Cọc đây luôn hả? Cọc đại vô đó đi. Chỗ này thì mình đỡ cũng được hơi cao rồi, nhưng mà cái mình qua chỗ này nè các bạn, tại vì cái chỗ này là cái đường mương hồi xưa, đường mương mình lấp đất không có tới nè, ống nước nữa, nên qua chỗ này thì có đất thịt của mình á, thì mình qua được. Ủa chú là chú móc ở chỗ nào nữa? Cái đầu ở chỗ dắt cái mấy trụ này nè, chạy cho tổng đẳng có cái đường đi ra máy suốt á. À chú làm cái đường đi cho máy suốt hả? Ừ. Rồi. Để con làm đằng kia rồi đi con lại con giúp cho chú luôn. Dạ. Con nào con làm đây con lại con cái nhà con kêu.
tuần này nữa mình về thì mình lấy đất khô mình độn chỗ này cao cao một chút rồi cái mình về cho nó khỏe các bạn ơi, tại vì ở bên đó mình không có đất khô để độn. Đất này cũng hơi dốt dốt các bạn, mà hơi mềm nữa, để coi đi đường nào cho nó tiện. Sẵn đây có cái cây bần này, hôm qua mình có nói lại bác mình xin ghe bần mục này, thì chút nữa mình qua cái mương các bạn ơi, mình qua cái mương thì sẵn đây mình bẻ cái bần này luôn. Thì trước khi mình đi coi đất á thì mình cũng để ý rồi, trời bằng mục luôn các bạn ơi, để bỏ luôn. Bỏ sao? Để hỏi chưa thì em hỏi được á. Có đường chưa? Không chưa, đó là băng qua bển thì đợi ông mặn ông ấy thì mình nổi được rồi. Mặn gì? Cái đìa bên kia cũng mặn của ai? Đìa nào? Cái đìa bên đặt bên kia. Chưa không ạ? Cũng chưa hả? Cũng chưa là dán cho tao luôn rồi. Rồi rồi vậy cũng chưa là em hỏi được á. Tại vì không chưa với cánh đồ quen mà. Không hỏi được. Mà bây giờ làm em sửa em dỡ lớp cái nhà đó bỏ. Em bỏ em phơi. Em phơi rồi em ra ngoài mà em hứa một cái 10 ngày em làm ơi. Rồi hứa kia 10 ngày nữa bà mà trong kết em vô á, được không? Chứ giờ gần kết mà không được đâu. Giờ rất có nóng ngoài kia rồi. May mắn quá bạn ơi, có anh đó, anh cũng mới kêu mình nữa rồi. Mà đây là cái đường cùng các bạn, đường ở mé trong cùng. Thì giờ mình dỡ lớp cái nền nhà đó mình phơi các bạn ơi, mình cũng tính hết rồi. Các bạn còn nhớ bác đó không? Bác đó là clip trước bác lại kêu đất mình làm đó các bạn. Cái anh chủ đất mà anh mới lại kêu mình á, đây là mình cũng tâm sự thật các bạn. Thì mình vô mình dỡ lớp cái miếng đất đó là anh lại đây nay với mình là nay cỡ 2-3 ngày rồi đó. Anh lợi anh chồi đó. Thì ảnh coi mình làm. Lạ này chính thức ảnh mới kêu mình đó các bạn. Đất đó thì hoàn toàn là mình cũng không hề biết trước các bạn, thì người ta cũng tình cờ kêu thôi, kêu mình làm thôi, chứ tại đất đó là mình là nằm trong kẹt, nằm tuốt ở phía trong đó các bạn. Giờ mà mình muốn chia lại cho các bạn này, các bạn cũng làm không được nữa, tại vì các bạn không có cái đường để mình đi vô, chứ không phải là mình có đất là mình nhiều bạn mà xem clip này của mình nè, nói anh ơi anh có đất mà sao anh không có chia chỉ cho em làm với anh ơi. Thì mình ở đây mình xin phép là mình nhắc lại là đất nằm trong kẹt các bạn ơi, thì nên mình muốn kia cho các bạn mình chia cũng không được nữa. Nên các bạn xem clip mình á, các bạn xem mà các bạn thông cảm cho mình. Đất ở đây thì đất ruộng thì nên đất mình thấy cũng hơi cứng các bạn. Mà đất này cứng rồi, mình nói cứng là cứng vậy chứ nó cũng mềm đó các bạn ơi. Nó đất này đất ngập nước. Như dùng đất ở Tiền Giang nè, Tiền Giang rồi các bạn mà lên clip mà người ta trồng trái cây rồi đó. Mấy dùng đất đó thì theo mình biết là đất cứng á.
còn như mình ở đây là vùng đất mình ngập mà nó chỉ cứng cái lớp ở trên thôi, lớp ở trên tầm dạng chừng 3-4 tấc ở trên là nó cứng á, các bạn mà dỡ lớp xuống xuống dưới một tí nữa là nó cũng mềm dữ lắm á. Cái này thì mình mượn cái đường đi thì sẵn đây mình phá luôn, thì hôm qua bác đó có chỉ mình là sau này là mình dời cái bờ này vô nè, có thể mà bác dời cái bờ này vô miếng rồi mình có thể đi cấn bên trong, thì nên mình phá không được, nên giờ sẵn mình đi vậy nè mình phá lại luôn, chứ để mình đi cái nó xa cái cần của mình á rồi mình chòm ra chòm vô rồi nó khó khăn lắm. Cái vùng này của mình á dừa trái dữ lắm các bạn. Cái cây dừa này thì lý do là bác dời cái bờ này vô bên trong đó một chút thì nên cái cây dừa này mình phải phá. Chỗ này hồi xưa cái mương các bạn, mương mà mình lắp lại á nên nó mềm quá. Mình đi mà các bạn thấy lún tới quay to luôn rồi đó. Vô. Khi mình đi mương á các bạn bắt tấm dĩ mà ở cái mé mương nó dài một chút, còn cái tấm dĩ mà trong đất thịt mình nè mình bắt là ngắn thôi. Này nó lúng lúng chứ thì cũng có dừa bọng mình thủ sẵn hết, mình đâu có sợ gì đâu. Thì đây mình quay mình chia sẻ lên thôi. Cái này mà vô việc làm mà đất nó lúng vậy không biết sao làm nữa các bạn. Nói mà nó lúng mà mình cũng xây đỡ mình đi rút lên không mà sao mình làm được. Thank you.